Lì dữ. Cố gắng nha bạn, ráng ra cái chân cũng lì kinh. Không chịu ra luôn. Đi sợ thì có cục thiện dễ ra nó nên sâu nhìn tưởng dễ nặng.
Dạ rồi. Sao dễ sợ. Phải ăn bình thường đó. Nó lại bà đào á. Chữ tượng vững chắc rồi. Rồi xong ly hoài đó. Này nó đông. Tuần vừa rồi. Tuần rồi phải không chị? Tuần rồi phải không chị?
Dùng luật nhiều quá à. Bị mở spa chỗ ăn thử ăn
xong xong chưa? 6 giờ nó mới xong. Đồ này chị lo răng á, cô là giống như nhau răng em chị đóng giống nhau quá à. Đây nghe có ma đồ nữa đó. Điều gì? Để đó, anh gửi địa chỉ đó. À, bây giờ cái có lên cổ của anh. Cái mày.
đường đường thêm một cái xoa cái kéo kéo qua đây đi xoa chập xíu đi chờ anh sụp luôn. Anh giật mình, Tâm Kim giật mình. Mặt xung quanh mình luôn. Cái này nó hết mà trời. Nè hả? Ừ. Đâu anh? Đâu. Giờ là tim máu rồi.
Lý hay sao? Mấy cục mỡ này cứ đau nè. Còn còn cái miệng này, nói này chưa xong. Ủa, mười mấy phút rồi. Cái này không được cái cài.